nói gì vậy Hân? Nô xuống. Nô xuống hả? Hết xăng rồi. Đi kiếm cái bình điện đi cho nó đi. Bữa nào đi kiếm cái bình điện cho em đi em lái. Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui mọi người đã đến với kênh của Hoàng IP Cuộc Sống Mỹ. Này mấy mẹ con lại đi ra ngoài sân chơi. Thực ra cái video mình này là mình quay đã cũng đã lâu lắm rồi các bạn. Quay từ lúc mà chẳng phải nửa năm rồi đó. Cho nên bữa nay mình mới bỏ lên để giữ lại làm kỷ niệm cho tụi nhỏ đó các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ đi chơi xong xuôi rồi chút nữa mình sẽ quay cái cảnh mà cái máy ấp gà cho các bạn xem nha. Để coi là từ trứng gà từ trong cái máy ấp gà nở ra gà con. Rồi sau đó là mình bỏ vô cái máy sưởi. Cái máy sưởi nó nhìn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi nha. Cái bình điện á rất là hay luôn á. Đẩy đuối luôn á. Anh hai chơi với em đó. Sao buổi chiều cái này khoảng bây giờ 8 giờ tối. Nó parking hả? Hello con. Hả? Vậy hả? Làm như nó professional lái xe hả? Huy anh ngồi đi Huy. Ngồi thử đi, thử ngồi. Không nãy được. Để nổi không? Biết Huy cho con ngồi không? Huy, anh ngồi. Rồi. Rồi lái đi, vừa không? Sao mà vừa? Nó gãy luôn cái xe. Xe ấp bả. Cái xe hôm bữa con chạy được mà. Cái xe nó bị thiếu cái bình thôi. Có đẩy nha mày. Đẩy đi. No. No, để cho nó lái. Tiếp hả? Hưng ơi con đi xuống đi em, đẩy tội nghiệp em. Đâu có tội nghiệp, đâu có nặng đâu. Không nặng hả, con đẩy được hả? Có cái bánh xe. Không, má mày đẩy không nổi. Thôi anh hai hy sinh quá. Ủa phải đập cái bánh chi vậy? Nói Huy nó lái được mẹ, nó bẻ cái tay lái. Huy nghĩ Huy professional Huy vậy nè. Kiwi. Kiwi, có thêm. Come here. Ở cookie hả? Trời ơi. Lộn tên. Cookie. Rồi nó về đường. Hello con. Nó về đường nó ra rồi. Khó lắm. Đấy, kỳ vậy cậu hai. Nó chạy về rồi kìa, nó mẹ nó chạy về rồi kìa. Ừ rồi. Có chừng té em đó Hưng. Fix rồi mà. Sửa xong rồi hả? Yeah. Cái mặt nó kìa. Cái mặt nó mắc cười quá à. Trời ơi cái giò nó nè con chợt không hơn đi ra đi gãy cái xe bây giờ. Chật quá. Mới năm mấy năm hôm bữa con lái được mà. Xe này mấy năm rồi? 3 năm mà có không? A bicycle. Bicycle đâu? Mami, a bicycle. Bicycle mới lái bicycle ha. Đây đặt xe này ha. Scooter. Mami.
ơi. Ok. Mời coi Hương lái scooter kìa. Oh wow, professional ha. Đâu nó đâu? Kệ nó đi. Kệ nó đi. Nó thấy vui quá ra đây chơi. Hello. Xe bể. Xe hư rồi, xuống đi. Ông Huy giống Hưng hồi nhỏ lắm. Xuống đi. Xe bể. Xe bể rồi. Huy giống Hưng hồi nhỏ. Ừ, giống y à. Dục cái cây vô thùng ra. Cắt cái cây, dục cái cây vô thùng rác. Đúng rồi. Ủa con kiwi nó ra tới kia luôn. Ở con gì? Con mèo gì nhà mình đó? Huy anh đẩy. Nó con mèo vàng nó ra tới kia luôn rồi. Kia đâu hết rồi ta đi. Mấy con kia lấy ra rồi. Rồi có mấy cái trứng này nó không biết rồi, mình không có sôi, năm nay không có sôi đó. Không biết là nó có nở hay không. Trước khi cho ấp nó phải sôi nữa hả? Không, mình ấp, lúc mà mình ấp á mình sôi thôi. Mấy cái trứng này đúng ngày mà không thấy gì hết rồi, có khi là nó bị hư rồi đó. Thường á là nó phải mổ ra giống vậy nè. Vậy là cái trứng này là cái trứng đó là sắp nở rồi đó. Sắp nở rồi đó hả? Ừ. Ấm quá ha. Cái bếp bếp đó là tại vì á, mình khi mà mình mở ra đó thì cái này nè, cái nhiệt độ nó bay ra thì cái nhiệt độ này nó xuống, cái máy này nó báo động, nó bị bếp giống vậy nè. Nó là phải 38 độ mà giờ nó còn có 34 độ rồi, 33 độ rồi. Nó báo nhiệt độ của mình không có ổn định đó không? Ừ. Giờ là mình đã lấy ra được hết là này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 con rồi đó. Mình lấy ra mình. Con bên kia rồi đó hả? Lấy qua bên kia 11 con rồi đó. Rồi. Nó nở từ hôm qua. Rồi mấy cái trứng này á là bao nhiêu ngày ta già là bao nhiêu ngày nở ha? Nó nói là 21 ngày mà hôm qua là chỉ có 19 20 ngày gì đó. Cho tiếp tục đậy nắp vô cho nó bấm vô. Đậy lên. Thì cái nhiệt độ này nó sẽ lên từ từ thì nó lên tới 38 độ á thì cái này nó sẽ tắt nè. Còn cái này cái 55 này là 55% cái độ ẩm á. À, cái độ ẩm này nó phải cao tại vì cái trứng này nó phải có độ ẩm. Còn cái số này là mình reset là cái ngày nhưng mà cái này không có đúng. Cái số này là cái số ngày mình bỏ vô máy nè, nhưng mà không có đúng. À, không biết reset sao cái chỉ dẫn nó cũng tùm lum nữa. Để coi gà ha, cho bà con coi gà okay. Thử. Bây giờ là đẩy cái này lại nữa. Đẩy nắp lại cho bà con coi gà. Nó cái này là cái máy để mà sưởi ấm gà nè. Đó mình cắm vô dỡ lên thử coi đây đi. Đây nè. Có 11 con gà rồi đó con. Ừ. Đó. Đó mấy con gà con đó, mấy rồi con đó mới bỏ qua đó. Cái này là mới nè, cái mình lấy cái tay mình gõ gõ vô cái chỗ đồ ăn đó nè là nó đi qua thôi. Mình lấy cái tay mình gõ vậy nó tưởng có mẹ đó. Nó chạy ra ngoài thôi nè. Tại mình nói. Ồ hay quá ha, cái này sao anh biết? Nè, mình gõ gõ cái đó. Ủa sao anh biết cái gõ gõ nó ra ba? Hay vậy? Ai chỉ hả? Accidentally làm thôi, nó nói vậy. Nó nghe tiếng mình á. Coi nó có ra không nè. Đó, nuôi gà. Cái máy màu vàng đó, cái máy sưởi ấm này thay vì cho con gà mẹ nó ấp á. Nếu mà không có cái máy đó là ở Việt Nam là mấy con mẹ con gà mẹ nó ấp hả anh hả? Ừ. Anh dỡ nó lên thử coi nó ra không? Lần nãy nó ra liền á, tại vì mình nó làm nó nhát cái đó nó ra đó. Ờ, anh bỏ cái tay ra, không thấy nó gà thôi. Nó ra nè. Ồ, con nó còn ướt thôi. Con này còn ướt mới quá. Mới đem ra thôi, nó mới nở thôi. Con này nó mới nở nè. Dễ thương quá hả? Con này nó mới vừa nở luôn nè. Mới vừa nở hả? Con này nó mới vừa nở, mới vừa đem trong máy ra đó. Nó còn ướt nè, cái lông nó còn ướt. Cái lông nó ướt nhưng mà. Này nó còn dính nè. Nó còn dính cái vỏ trứng này nè. Ồ, hay. Nhưng mà nó khô nó rớt ra. Nó khô nó rớt ra, nó tự rớt ra, đừng có giựt nó ra thì có đau nó đó. Giựt nó ra nhiều khi nó chảy máu luôn, thành ra không có. Nó tự động nó rớt tự nhiên mà. Rồi cái trứng á nhiều khi nó không nở là mình phải help nó. Ừ, phải giúp á. Nè, mấy con này nó ra nè. Đó, nó mổ đó.
quá ha. Mổ đó. Thường á là gõ gõ vậy, hồi nãy gõ gõ nó ra rồi. Chắc tại nó nghe giọng của em nó sợ. Bây giờ nó nghe giọng đó nó sợ, có con nó muốn ra rồi đó. Đó, nó muốn ra rồi. Ồ, con cơ già dễ thương quá kìa. Muốn ra rồi đó. Mình dỡ lên ha. Dỡ lên cho bà con coi đi, 11 con đó. Đó. Nguyên một ổ gà 11 con. Đó, nguyên một ổ gà nó khô rồi đó, lấy từ hôm qua đó. Đó, ở tầng mấy đó các bạn. À, là, còn ở dưới đây là cái này là cái đồ sưởi nè, nó bằng kim loại, nó nóng lắm. Nó cũng ấm quá ha. Nó ấm lắm. Ấm mà lắm. Cái chân này á, mình chỉnh lên chỉnh xuống được nè. Cái chân này nè, là mình chỉnh lên là nó lớn á, mình chỉnh xuống cho nó, ví dụ mình chỉnh nó dài ra giống vậy cho nó một cái góc nó cao lên chứ không nó nóng quá con gà quá. Đúng rồi, bây giờ nó còn nhỏ thì mình để cái mức độ rất là vừa. Đó. Nó khoảng chừng cái này bao lâu anh mới cho ra ngoài? Con này nó cũng nó phải lớn, nó phải chừng 2 tuần mình mới hết sữa nó. 2 tuần rồi cho ra ngoài tự nhiên được rồi hả? Đúng rồi, không có tự nhiên. Không, ý là cho ra ngoài chuồng gà lớn quá nó, á. Nó cũng tùy thôi, tại vì á, trời mà lạnh quá mình cũng phải nên sữa nó chứ không nó bệnh. Đó, bây giờ mình... Dễ thương quá ha, bắt nó ra đây cho em con đi. Ba. Nè. Đây, bỏ vô ở tay. Ở đây thôi, nó nhảy, nó rớt. Không có rớt được đâu. Nè. Không rớt được đâu, úi trời, thấy cưng quá nè. Ơ cái con này dễ thương quá. Con nào cũng dễ thương á. Nè cái đầu nó mồ giống như nhuộm tóc vậy. Mà cái con này nó sẽ ra màu xám. Nó giống như nhuộm tóc vậy đó, đẹp ghê không? Ở cái con này cái màu nó khác nè. Con này nó cái đầu nó hơi nâu nè. Con này là hồi trước giờ không thấy cái con này cái đầu nó hơi màu nâu nè. Ồ cái con này nhìn nó lạ đẹp á. À. Cái con gà, cái con kia nó ra có cái đốm màu trên đầu nó thì dễ thương quá kìa. Đó. Nhìn đàn luôn. Chip cái này em Huy ra là em Huy thích lắm à. Thôi không có cho nó ra, nó thấy nó phá đó, nó bốc vô là chết gà đó. Nó ra nó thích lắm. Rồi để cái này đậy lại tại vì á, cái con này nó đang cần sưởi con, cái con mái ra đó. Cái con này rồi, nè. Rồi mình phải để xuống. Chứ không nó lạnh đó. Ô gà dễ thương chưa, lần đầu tiên mình mới ôm được một em gà trên tay. Lần đầu tiên luôn á mọi người. Lần đầu tiên trong đời. Dễ thương không? Con này lạnh ngắt vậy? Dạ con. Con này lạnh ngắt vậy? Con này nó bị rớt ra ngoài, nó lạnh ngắt ha. Cho nó sưởi đi. Dưới nó đủ con, rồi ạ. Có con nó bị rớt ra ngoài, nó lạnh. Không thấy luôn á. Nó rớt ra ngoài kia hả? Nó rớt ra từ hôm qua, nó lạnh nè. Sợ sống được hết chứ. Rồi con này đi xuống, con này khỏe rồi. Con nó rất khỏe rồi đó ba. Chui vô nó lạnh. Cái này là một góc nhỏ gara nhưng mà cái này là để đồ ăn nè, rồi cái này là để nước nè. Thì cái nước này á là bây giờ mình mai mốt mình phải lấy cái thau lớn mình để vô đây cho nước nó đừng có rớt lên cái tấm này, nếu mà nó rớt cái này nó rất là hôi. Còn nếu mà để nó khô vậy nè, cái này khô giống vậy không bao giờ nó hôi được hết á. Mấy cái đó là cái gì, cái gỗ hả? Cái này cái gỗ thông á, gỗ thông nó xây ra đó. Thì á con gà nó đi lên đây á, thấy không? Nó tưởng mẹ nó đó. Nó tưởng mẹ đó nó chạy ra nè, thấy không? Nó thấy là nó muốn ra nè. Cái này là gà ấp bằng máy nha. Gà ấp bằng máy đó. Gà ấp bằng máy cái gì cũng bằng máy hoàn toàn luôn á. Đó, lúc mà nó thường á nhỏ nhỏ đó mình tới mình gõ gõ vậy nè là nó ra liền, rồi nó tưởng con mẹ nó mổ đó đó. Nó lòi ra đó, hay quá ha. Nó thường là nó ra hết á. Bỏ cái này xuống rồi còn cái này là cái nước nè, nhưng mà cái nước á nếu mà mình để trực tiếp như vậy á, nước nó đổ ở đây nó hôi lắm. Mình phải lấy cái dĩa hay cái thau lớn á, cái mình để cái nước ở trong đó thì nó sẽ nước nó sẽ nằm ở trong cái thau đó thôi, là con gà nó sao uống ở đó. Nó không có để vô giờ nó chưa cần chưa, nước hả? Nó chưa. Chút nữa làm, tại vì cái ngày đầu tiên đó thấy không, con gà nó chạy ra liền thấy không, nó tưởng mẹ đó, nó tưởng mẹ nó đó, nó chạy ra liền nè, đó mình làm vậy đó. Cho nó ra. Nước uống đi chứ hả, nó khát nước á. Ừ, cho nó uống nước chứ, cho nó uống nước chứ, đó, nó chạy ra nè, đó nó tưởng là con mẹ nó bới bới nó chạy ra đó, đó. Hay quá ha. Nó dễ thương lắm, mấy con mẹ, có mấy con gà nè. Vậy là được 11 con, hy vọng rồi được. 15 con anh, cái trứng kia nó nở thêm 5 con nữa không? Không biết chừng nào nó có nở không nè. Nó rất là dễ thương luôn á. Mà mấy con gà này á, tại nhà mình con gà nó là con gà màu xám, thành ra nó đẻ con nó màu đen.
mình muốn like cho màu khác mà không có. Bây giờ muốn có màu khác là lên Tractor Supply á, order cái loại gà màu khác về. Thế còn bây giờ gà mình, cái đàn gà mình là ra màu xám 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 xám. Nhưng mà mấy cái con gà này nó đâu có đen hoàn toàn, nó âm, nó cũng để, có lai lai mà nó cũng có cái đốm đốm dễ thương mà. Để chúng nữa mua đồ cho nó ăn, để đi ra đi mua đồ luôn. Cái loại này không phải đồ cho nó ăn, loại này là gà lớn nè. Cái này của đợt trước nè. Cái đó anh xay ra bỏ vô máy xay ra cho không ăn. Cái này nó không có đủ chất dinh dưỡng, con gà nó lớn nha, không có nhanh. Thì tụi Mỹ nó cái cám gà của nó nuôi á, và con gà nó lớn ào 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 lên liền. Nè thấy mấy con gà nó tưởng mẹ nó nè. Nó ra nè, đó đó. Đó. Đó nó ra đó. Đúng là tự nhiên ha. Đó, nó thấy mổ mổ vậy là nó ra nè. Thì cái tuổi này là nó đi theo mình. Nhưng mà nó lớn thêm một chút nữa đó, cho dù mình có thân thiện với nó là nó cũng không có theo mình nữa. Biết rồi. Nó biết rồi, nó không có theo mình đâu. Con gà nó khó theo lắm, chừng nếu mà ôm ấp mỗi ngày thì nó theo, chứ còn không nó không có theo. Đó, nó tưởng mẹ nó ra đó. Đó. Mai mốt là đụng tay gì là nó chạy nguyên đàn, nó chạy mất tiêu luôn á. Nó không có giống gì đâu. Không rồi. Không phải cái con cái đầu nâu nâu dễ thương quá ba. Con nào nó cái đầu này, cái đầu này nè dễ thương quá nè. Con nào cũng con nào nó cũng ra cái màu đó hết. Con gà có giống gà của mình á, nó ra cái màu đó hết luôn á. Con nào cũng vậy hết. Cho gà nó ở trong đó rồi, nó bị thả hết đi trong rồi. Em gà nè. Gà nè. Quay đây. Gì con mẹ? No. Quay đây. Cái gì con? No, quay đây là chim. Con gà chứ phải con chim. Con gà. Không. Con gà. No, wa wa. Con gà. Mommy, em gà. Con gà. Thế sao? Con gà nó đập cắn hả? Ê. Con gà không phải con mèo. Này con gà. Chicken. Xe tới ra, đúng rồi, xe tới ra. Xe tới ra mình bị cho nó leo bên tay con. Oh yeah, nhẹ nhẹ thôi. Đúng rồi, cho em nghỉ ngơi nha, cho em nghỉ ngơi nha. Cho em nghỉ ngơi. Nó gà, gà dễ thương quá à, nè. Gà. Nhẹ nhẹ thôi, có đem gà đâu á. Gà nè. Ồ. Sợ. Nhẹ thôi. Nhẹ thôi nè. Nhẹ thôi, trẻ em có sợ. Nhẹ thôi con. Nhẹ thôi. Kết thúc cái video.
video của mình tại đây nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian để xem video ủng hộ gia đình của mình. Cảm ơn rất là nhiều, mến chúc mọi người luôn hạnh phúc và bình an. Nhớ tặng cho mình một like nếu thấy hay và chia sẻ đến mọi người. Và nếu bạn nào mới tới thì nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video của mình, những cái video mới kế tiếp của mình nha. Cảm ơn rất rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở video lần tới. Bye bye.